Oscar từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn ở châu Âu, lại quyết định rời bỏ ánh hào quang ấy khi sự nghiệp vừa chớm đỉnh cao. Ai mà chẳng nhớ hình ảnh Oscar trong màu áo Chelsea, những pha xử lý khéo léo và bàn thắng đẳng cấp ở Champions League. Nhưng rồi, anh chọn sang Trung Quốc vào năm 2017, lúc mới 25 tuổi, cái tuổi mà với nhiều người, sự nghiệp mới chỉ bắt đầu chói sáng. Tất nhiên, quyết định ấy được bọc trong lý do đơn giản, tiền. Một hợp đồng trị giá 400.000 bảng mỗi tuần cùng khoản phí chuyển nhượng khổng lồ mà Chelsea nhận được. Nhưng thật khó không mỉa mai khi nghĩ rằng Oscar, người từng đối đầu với đội bóng vĩ đại nhất, lại sẵn sàng đánh đổi sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới để đến Super League. Trung Quốc à? Đó là một giải đấu mà người ta thường biết đến với những khán đài nửa vời và chất lượng bóng đá không thật sự đẳng cấp. Nhưng Oscar đã chọn gắn bó với Trung Quốc. Liệu sau 8 năm ròng rã, anh có đang hối tiếc khi nhìn lại hay không? Câu chuyện với Oscar là một trong những hành trình kỳ lạ, đầy cảm xúc và đáng nhớ nhất trong bóng đá hiện đại. Hãy hình dung lại thời điểm đầu năm 2017, khi mà Oscar, một trong những tiền vệ tấn công sáng giá nhất thế giới, bất ngờ rời Chelsea để gia nhập Shanghai Port, khi đó là Shanghai SIPG. Lúc ấy, cả thế giới bóng đá ngỡ ngàng. Ai mà ngờ được một ngôi sao ở đỉnh cao sự nghiệp, từng chinh phục Premier League, lại chọn một giải đấu xa lạ như Super League Trung Quốc để làm điểm đến. Nhưng rồi, Oscar cho thấy đây không chỉ là một quyết định về tài chính. Đúng là mức lương 400.000 bảng mỗi tuần cộng với khoản phí chuyển nhượng 60 triệu bảng là con số không thể từ chối. Nhưng Oscar không chỉ đến để kiếm tiền, anh đặt trái tim và cả sự chuyên nghiệp của mình vào đội bóng này. Gần 8 năm trời gắn bó, 248 trận đấu, 77 bàn thắng và 141 pha kiến tạo. Những con số ấy không chỉ nói lên tài năng của anh mà còn thể hiện được sự cống hiến. Nhớ lại những năm tháng đó, Oscar và Shanghai Port đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm. Đội bóng giành 5 danh hiệu lớn, trong đó đáng nhớ nhất là chức vô địch Super League Trung Quốc các năm 2018, 2023 và 2024. Oscar chính là linh hồn trong lối chơi, là người kiến tạo những khoảnh khắc huy hoàng. Và hơn thế nữa, anh còn là cầu nối tình cảm giữa đội bóng với người hâm mộ. Có lần một người bạn của tôi từng bảo, cậu ấy đến Trung Quốc chỉ để kiếm tiền thôi mà. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu chỉ vì tiền, Oscar liệu có trụ lại gần 8 năm ở nơi xa cách quê nhà hàng nghìn dặm không? Đó là quãng thời gian anh phải hy sinh rất nhiều. Anh đã bỏ lỡ cơ hội chơi ở những sân khấu lớn nhất châu Âu, phải xa gia đình và quê hương Brazil. Nhưng đổi lại, anh đã mang đến niềm vui cho hàng triệu cổ động viên Trung Quốc, góp phần nâng tầm giải đấu và để lại một di sản không thể nào quên. Khoảnh khắc chia tay mới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự gắn bó ấy. Sau trận đấu cuối cùng trong màu áo Shanghai Port, Oscar không kìm được nước mắt khi nghe tiếng hò reo "Oscar, hãy ở lại" vang lên từ khắp các khán đài. Người hâm mộ không chỉ yêu mến anh vì tài năng mà còn vì sự chân thành, tình cảm anh dành cho đội bóng. Dẫu vậy, thời gian không chờ đợi ai. Ở tuổi 33, Oscar biết rằng đã đến lúc phải quay về. Như anh đã từng chia sẻ, "Tôi yêu Thượng Hải, nhưng nó xa nhà quá. Mẹ tôi già đi, các chị em tôi có con nhỏ, đã đến lúc tôi cần gần gia đình hơn." Và thế là, một chương mới lại bắt đầu. Anh có thể sẽ trở về International, đội bóng nơi anh từng khởi đầu sự nghiệp, để khép lại hành trình của mình trong màu áo quê nhà. Oscar là minh chứng sống động cho việc bóng đá không chỉ là câu chuyện về các danh hiệu hay tiền bạc, đó là câu chuyện của sự gắn bó, của cảm xúc và sự cống hiến. Anh đã viết nên một chương đẹp đẽ trong sự nghiệp của mình tại Trung Quốc. Và giờ đây, khi trở về Brazil, người ta sẽ tiếp tục dõi theo để xem Oscar sẽ làm được những gì ở chặng đường cuối. Hành trình của anh nhắc chúng ta nhớ rằng bất kể ở đâu, từ những sân cỏ lộng lẫy châu Âu đến các giải đấu ít được chú ý, nếu có đam mê và trái tim, bóng đá luôn mang đến những điều tuyệt vời nhất. Với cương vị là một người đàn ông, mỗi sáng thức dậy, chúng ta thường nghĩ ngay đến trách nhiệm của mình. Lo cho gia đình, kiếm tiền, đảm bảo cuộc sống ổn định cho vợ con và người thân. Một người đàn ông bình thường có thể phải dậy sớm, đi xe máy hoặc lái ô tô, vượt qua quãng đường kẹt xe, khói bụi để đến công sở. Làm việc vất vả từ sáng đến tối để mang về những đồng lương nuôi sống gia đình. Đó đã là một sự nỗ lực đáng trân trọng. Thế nhưng, nếu nhìn sang trường hợp của Oscar, một cầu thủ từng rời bỏ sự thoải mái, danh tiếng ở trời Âu để sang Trung Quốc thi đấu, ta thấy anh còn làm hơn thế gấp nhiều lần. Hãy thử so sánh, một người đàn ông bình thường cố gắng vất vả mỗi ngày để có tiền trả tiền điện, nước, học phí cho con, sữa cho vợ, bữa ăn cho gia đình. Oscar, với quyết định ra đi, chấp nhận rời xa quê hương, xa vòng tay gia đình, dấn thân đến một môi trường hoàn toàn mới, xa lạ cả về ngôn ngữ lẫn văn hóa. Anh mang về không chỉ là sự đảm bảo tài chính mà còn xây dựng một hình ảnh hiếm có. Một người đàn ông dám hy sinh tự do cá nhân, chấp nhận cô đơn và xa cách chỉ để chu cấp, lo lắng cho gia đình những điều kiện sống tốt hơn. Trong xã hội này, có biết bao người đàn ông âm thầm làm việc, mồ hôi ướt đẫm áo để lo cho tổ ấm. Nhưng được mấy ai sẵn sàng trả giá đắt, đánh đổi gần như mọi thứ từ sự nghiệp đỉnh cao, ánh hào quang ở châu Âu để đến một nơi xa lạ như Oscar.
Sự khác biệt là ở phạm vi, ở quy mô và ở tầm vóc của sự hy sinh. Oscar không chỉ hoàn thành trách nhiệm của một người trụ cột, anh còn thể hiện bản lĩnh phi thường. Trong muôn vàn người đàn ông ngoài kia, thật khó để tìm được một ai như thế. Oscar là câu chuyện bóng đá đầy cảm xúc và rất đáng để suy ngẫm. Người ta có thể tranh luận mãi về lý do anh chọn rời Chelsea, nơi anh đang ở đỉnh cao, để sang Trung Quốc chơi bóng. Với nhiều người, đó là câu chuyện của tiền bạc. Một hợp đồng trị giá 60 triệu bảng từ Chelsea cộng với mức lương 400.000 bảng mỗi tuần, rõ ràng là con số quá hấp dẫn. Nhưng nếu chỉ vì tiền, liệu Oscar có thể gắn bó với Shanghai Port đến 8 năm hay không? Đó không chỉ là một quyết định tài chính, mà còn là một câu chuyện về sự cam kết và đam mê. Trong 8 năm đó, Oscar đã cống hiến không ngừng nghỉ. Anh ra sân 248 trận, ghi 77 bàn thắng và thực hiện 141 pha kiến tạo. Những con số này không chỉ nói về tài năng, mà còn là về sự ổn định và trách nhiệm. Oscar không chỉ là một ngôi sao trên sân cỏ, anh còn trở thành biểu tượng của đội bóng, người kết nối khán giả với sân cỏ. Điều này thể hiện rõ qua khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của anh. Sau trận đấu cuối cùng, khi hàng nghìn cổ động viên hô vang, Oscar, hãy ở lại, nước mắt của anh đã nói lên tất cả. Có một điều thú vị khác đó là cách anh hòa nhập với văn hóa và cuộc sống ở Trung Quốc. Đối với một số cầu thủ nước ngoài, sống và chơi bóng tại một quốc gia có ngôn ngữ, văn hóa hoàn toàn khác biệt không hề dễ dàng. Nhưng Oscar đã làm được điều đó. Anh xây dựng mối quan hệ gắn bó với các đồng đội, câu lạc bộ và người hâm mộ. Người ta thường nghĩ cầu thủ nước ngoài chỉ xem bóng đá Trung Quốc là nơi để kiếm tiền nhanh. Nhưng với Oscar, rõ ràng mọi thứ đã vượt qua giới hạn của đồng lương. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng cuộc sống ở Thượng Hải cũng có vai trò lớn trong quyết định của anh. Thượng Hải là một thành phố hiện đại, sôi động và đầy tiềm năng, không thua kém bất kỳ trung tâm lớn nào như London hay Paris. Những cầu thủ như Oscar với tài sản và danh tiếng có thể tận hưởng mọi tiện nghi tốt nhất mà thành phố này mang lại. Điều này chắc chắn giúp anh cảm thấy thoải mái hơn khi phải xa nhà. Nhìn lại sự gắn bó lâu dài của Oscar với Shanghai Port cũng là điều đáng nể. Trong thời điểm mà Super League Trung Quốc sụp đổ tài chính, nhiều cầu thủ nước ngoài khác đã rời đi khi các hợp đồng lớn kết thúc. Nhưng Oscar thì không, anh chọn ở lại, tiếp tục cống hiến, ngay cả khi các đội bóng khác không còn sẵn sàng chi tiền khổng lồ để giữ chân cầu thủ ngoại. Điều này khiến người ta phải đặt câu hỏi, phải chăng Oscar đã thực sự tìm thấy ý nghĩa đặc biệt tại Shanghai Port, vượt qua cả yếu tố tài chính? Ngoài ra, những gì Oscar đạt được trên sân cỏ tại Trung Quốc cũng không phải là điều dễ dàng. Trong khi nhiều cầu thủ tầm cỡ từng đến đây không tạo được dấu ấn, Oscar đã duy trì phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm, giúp đội bóng giành 5 danh hiệu lớn. Anh không chỉ là một ngôi sao mà còn là một phần lịch sử của câu lạc bộ. Điều này làm cho sự chia tay của anh càng trở nên đặc biệt hơn. Một số người cũng cho rằng Oscar có thể đã thấy sự an toàn và chất lượng sống ở Trung Quốc như một điểm cộng so với quê nhà Brazil, nơi anh phải đối mặt với những thử thách lớn về an ninh và môi trường sống. Những năm tháng ở Thượng Hải đã mang lại cho gia đình anh sự ổn định, giáo dục tốt cho con cái và một cuộc sống tiện nghi hơn. Vậy, liệu Oscar có tiếc nuối khi nhìn lại sự nghiệp, hay anh sẽ thấy tự hào về những quyết định của mình? Chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi đó. Nhưng với những gì đã làm được, Oscar chắc chắn là một câu chuyện đầy cảm hứng trong làng bóng đá.